Sáng nay ngày 1 tháng 5 năm 2016, cộng đồng người Việt tại thành phố Himeji, Nhật Bản đã tổ chức đại lễ Phật đản theo truyền thống với sự tham gia của đông đảo Phật tử Việt Nam cùng với người dân bản địa tại đây. Dưới sự chủ trì của Thầy Thích Nhuận Phổ, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Kansai, đồng thời là chủ trì Chùa Đại Nam, đại lễ Phật đản đã diễn ra với nhiều hoạt động như các nghi lễ cầu an, nghe pháp thoại, tắm Phật, dâng hoa cúng dường. Đến với đại lễ nhân mùa Phật đản năm 2560 theo Phật lịch, hơn 200 Phật tử Việt Nam cùng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Himeji cũng như một số vùng lân cận còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền thống của Việt Nam. Chùa Đại Nam tại Himeji, Nhật Bản là ngôi chùa thứ hai sau chùa Hòa Lạc tại thành phố Kobe do cộng đồng người Việt tại Nhật Bản phát tâm xây dựng.